Giới thiệu với các bạn, đây là cái cải hiên, đây là cái ngồi của cái nhà gỗ, là khuôn của nó. Thì xu hướng hiện nay làm nhà giả gỗ để nhà tư đường ở Bắc Bộ, bởi vì kinh phí làm nhà gỗ quá lớn, người ta làm nhà giả gỗ. Thì cái bộ phận này gọi là cải hiên. Hiện nay làm hai tấm miếng ốp, ốp hai bên đổ bê tông ở giữa, giả gỗ. Đây là cái khuôn của nó, khuôn silicon. Các bạn đúc hai tấm này cạp vào cột phan, rồi đổ bê tông thôi. Đây, khuôn dây nó được gia cố bằng thép. Đây là bản gốc của nó đấy. Nó dài 9 tấc, rộng 3 tấc, dài 9 tấc để dùng làm cải hiên. Nó văn này chạm nổi nè. Bạn nào có nhu cầu thì cứ alo mình.